Chào mọi người, chào các bạn xem chương trình video này. Thì ngồi trước mình là một bạn, các bạn thấy đẹp trai không? Bạn có thể cho mọi người biết là bạn họ tên là gì và bạn đang kinh doanh gì mà bạn đẹp trai chứ vậy? Chào các bạn, mình tên là Trần Sơn Thạch. Mình đang kinh doanh trong cái lĩnh vực là phụ kiện cho thiết bị điện tử. Cụ thể nó là sao? Ví dụ như xung quanh mình có những cái thiết bị điện tử chính như là máy chiếu, như là tivi, như là máy tính, như là điện thoại. Thì đó là những cái thiết bị chính, nhưng mà xung quanh nó sẽ có những cái phụ kiện đi kèm. Ví dụ như là thiết bị chuyển đổi, thiết bị kết nối, dây kết nối, những cái bộ nguồn. Mấy cái dây đúng không? Dạ, dây. Tức là cái cọng bún cái gì? Đúng không? Giống như cái cọng bún đúng không? Dạ đúng rồi. Nó dùng để kết nối hình ảnh hoặc là tín hiệu âm thanh hoặc là dây điện nguồn hoặc là những cái dây chuyển đổi từ cái tín hiệu này, cái ngõ kết nối này sang cái ngõ kết nối kia để chúng ta kết nối những cái thiết bị khác lại với nhau. Mình gọi đó là cọng bún á. Thiếu cọng bún đó là nó không chạy được. Ok, vậy là các bạn hiểu rồi. Cái công ty bạn nó tên là công ty gì? Công ty của mình tên là Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Đăng Quang. Cái website và cái tên thương hiệu mình lấy là Siêu thị Media. Cái trụ sở nằm đâu? Trụ sở nằm tại 47/4 đường Nguyễn Văn Xăng, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Mọi người muốn liên hệ với bạn bằng cách nào? Liên hệ với mình thì thứ nhất là truy cập vào website siêuthimedia.vn. Để lại lời nhắn trên đó là sẽ có nhân viên liên hệ thông qua số điện thoại hoặc là inbox messenger. Để lại số điện thoại thì cũng sẽ có nhân viên liên hệ và liên hệ số hotline là 0917470067. Bạn làm cái này bao lâu rồi, bao nhiêu năm rồi? Nếu mà tính luôn cái thời gian làm nghề á, thì em làm từ năm 2005. Đó là thời gian làm nghề cho đến năm rồi, cho đến năm 2015 thì mình chính thức thành lập công ty. Vậy là bạn là chuyên về cái nghề đó, cái ngành đó. Dạ đúng rồi. Bạn đam mê nó sao? Thực ra em đam mê từ cái năm mười mấy tuổi là em đã đam mê rồi. Và trong cái quá trình mà đi học á, mình là học chuyên về điện công nghiệp. Nhưng mà mình đam mê về lĩnh vực công nghệ. Thành ra mình tự học hoàn toàn 100% qua sách vở tiếng Anh. Chứ mình không có học trường lớp một ngày một buổi nào cả. Wow. Tại vì mình đam mê. Các bạn thấy đặc biệt không? Quá đặc biệt không? Vậy thì why? Bạn cho mọi người biết là một lý do, hai lý do, ba lý do. Cái lý do lớn nhất mà bạn ra làm kinh doanh? Cái lý do lớn nhất mà mình ra kinh doanh á, là trong cái thời gian mà mình tốt nghiệp rồi mình đi làm công á, thì mình thấy cái lĩnh vực làm công đối với mình nó không đủ thử thách cho chính mình. Nó không có đủ thử thách, nó không có đủ cơ hội cho chính mình. Thành ra mình muốn bộc, mình muốn phát hơn nữa, mình muốn có những cái thử thách mình hơn nữa. Thành ra mình mới ra kinh doanh. Vậy là trong người bạn nó có cái máu làm kinh doanh, đúng rồi, cái người là cái máu làm kinh doanh. Hồi kia mình cũng vậy thôi. Mình mà dọt ra làm kinh doanh là bởi vì cái máu muốn thỏa cái chí. Khám phá cũng làm nhiều hơn. Cái máu kinh doanh làm trong con người bạn. Thì cái cơ duyên mà bạn biết business là như thế nào? Kinh doanh á, nếu mà nói về lĩnh vực kỹ thuật á, tư vấn giải pháp cho khách hàng, giải quyết về những cái khúc mắc về kỹ thuật thì mình làm rất là tốt. Nhưng mà về những cái những cái giá cả, rồi những cái tiền vốn, những cái thuộc về cái phạm trù kinh tế đúng không? Phạm trù về kinh tế, về tiền thì mình không có giỏi. Mình làm 4 năm 5 năm sau thì mình cứ thấy tại sao mà mình cứ bận hoài. Mà làm chủ thì phải khỏe chứ làm sao cứ bận hoài. Mà làm mà cứ tiền bạc mà mình cứ hàng thì có rất là nhiều mà sao cứ phải cứ tiền bạc nó không có được rủng rỉnh thoải mái lắm. Thì
thì mình phải đi tìm thầy học thôi, người ta phải tầm sư học đạo thôi. Tại sao mình phải như vậy thì mình phải tìm cách mình thoát ra, giải quyết cái vấn đề đó. Mà sao gặp được Peter Ninh hay vậy? Bà xã mình cũng cùng cái chí hướng đó. Bà xã mình trong một lần cũng xem những cái Google hay là nhìn xem những cái website, những cái bạn bè chia sẻ, thì tình cờ biết đến B-Training là chuyên đào tạo, chuyên training cho những cái doanh nghiệp mới, non trẻ, còn thiếu kinh nghiệm trong xử lý những cái vấn đề về marketing, về online, về đàm phán, về các dịch vụ xung quanh và cái kinh doanh. Cái động lực nào á, động lực nào mà làm cho bạn cứ hàng đêm như vậy này? Bây giờ cũng là gần 10 giờ đêm rồi mà bạn từ Tân Phú rồi bạn đi về Bình Thạnh rồi bạn học rồi chút xíu rồi, rồi chạy về, cái động lực nào làm cho bạn phải ngày đêm sắt cặp mà đi luyện này? Cái động lực gì? Mình là một người ham học hỏi, nhưng mà rất nhiều năm mình chỉ ham học hỏi về cái vấn đề kỹ thuật thôi. Thì bạn bè trong cái giới kỹ thuật không ai chia sẻ mình cho mình những cái từ khóa để mà giải quyết về vấn đề kinh doanh. Thì bây giờ mình tìm được một cái nguồn, một cái nơi chốn, một cái người mà cung cấp cho mình những cái từ khóa để mà mình giải quyết những cái khúc mắc trong cái vấn đề kinh doanh. Thì không còn gì tuyệt vời hơn. Ra bất kể ngày hay đêm hay tuổi tác hay là điều kiện xe cộ, mình vẫn đều đi. Tại vì nếu không học bây giờ, không tiếp thu bây giờ thì đợi đến chừng nào? Rồi, hay quá. Khách hàng á, ví dụ ở Sài Gòn thì dễ rồi, ví dụ ở Lào Cai, ở Gia Lai, thậm chí ở Kiên Giang, mà họ lên web của bạn, họ xem video này mà họ thấy mà họ muốn mua, họ muốn tư vấn gì thì làm sao? Tất cả đều thông qua một cái số điện thoại hotline. Nếu như mà cần gấp hoặc là cần tư vấn, cần lên giải pháp bất cứ việc gì thì cứ liên hệ qua số 0917470067. Mình sẽ tận dụng hết mười mấy năm kinh nghiệm của mình, mình đưa lên giải pháp cho tất cả các bạn. Một cái câu chuyện mà làm cho bạn cảm hứng, có thể là nhân viên, có thể là khách hàng, có thể là đối tác, một cái câu chuyện nào đó mà làm cho bạn cảm hứng và bạn thấy bạn yêu nghề, bạn phải làm hơn, đó là cái câu chuyện gì? Cái câu chuyện mà cảm hứng mà ấn tượng nhất là câu chuyện về mình cung cấp thiết bị cho những cái nhà sư ở chùa Hoằng Pháp, một cái ngôi chùa rất là lớn nằm ở huyện Hóc Môn. Thì ở đây có hơn 40 cái màn hình lắp đặt xung quanh chùa để cho những Phật tử đến thì người ta xem được những cái buổi lễ, nhưng mà ở đây cái hình ảnh của nó rất là mờ. Thì những cái sư ở trong chùa đã mời vài cái doanh nghiệp đến để xử lý làm sao cho nó rõ đẹp, nhưng mà họ chỉ xử lý được truyền hình ảnh đi cái khoảng cách xa thôi, không có đạt được cái tín hiệu rõ và đẹp để nhìn những cái buổi lễ, nó không có cảm xúc. Thì một sư đến với mình và mình đem chở những cái thiết bị đó, mình đem xuống ngay tại chùa, mình chạy demo cho chùa một cái màn hình, ví dụ một demo một cái màn hình, và thực cái cảm giác của mình lúc đó là mình rất là vui. Tại vì các sư ở trong chùa truyền được một cái tín hiệu hình ảnh đi với cái khoảng cách là hơn 200m mà nó rõ đến mức là mình thấy được từng cái lỗ chân lông ở trên cái khuôn mặt. Các sư mừng, rất là mừng vô cùng. Sư chốt lại một câu: bây giờ thật là lên cho mình một cái thiết kế và đưa ra cho mình một cái bản chi phí với những cái thiết bị tốt nhất, giá cả không thành vấn đề. Thời điểm đó là mình rất là vui.
Cái đó là cái vui nhất của cuộc đời làm kinh doanh, đúng rồi. Một cái lời chia sẻ mà lời khuyên hay là một cái lời chia sẻ cái bây giờ nó gửi đến các bạn chuẩn bị khởi nghiệp xem video này thì đó là cái lời gì? Cái chia sẻ của mình đến những cái bạn mà muốn khởi nghiệp thì thứ nhất là chấp nhận thách thức và không ngại thách thức. Cái thứ hai nữa là không ngừng học hỏi. Tất cả mọi thứ nó có thể thay đổi, có thể già đi, nhưng tư duy của mình thì không được để cho nó già đi. Tuyệt vời. Các bạn có những cái giây phút xem bạn Thạch chia sẻ, và tất nhiên đoạn video này vẫn không có đủ để bạn tìm hiểu sâu về bạn Thạch hơn, thì không còn gì khác, bạn hãy liên hệ lên website, cái số điện thoại mà hồi nãy cung cấp á, để các bạn tìm hiểu sâu hơn. Tạm biệt các bạn, chúng ta sẽ gặp lại sau. Xin chào các bạn.